Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra người con hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn: Bây giờ con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Anh chị em thân mến, thông thường khi chúng ta có những trắc trở, những nhu cầu trong cuộc sống, ta chạy đến với Chúa Giêsu và cầu nguyện với Chúa Giêsu. Khi đọc lại bài tin mừng hôm nay, cá nhân tôi rất cảm động vì chính Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc thương khó, Ngài đã cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Ngài cầu nguyện điều gì? Thưa, Chúa Giêsu nguyện rằng: Xin Thiên Chúa Cha hãy gìn giữ chúng ta, để không một ai trong chúng ta bị hư mất. Điều Chúa Giêsu mong muốn là tất cả mọi người được cứu độ. Thật vậy, chỉ có ai cứng đầu không chịu nên một trong đàn chiên của Chúa thì bị hư mất. Một nhà tư tưởng kia nói: Người thầy giáo xuất sắc nhất trên thế giới cũng không thể dạy người học sinh một khi người học sinh ấy không chịu học. Hôm nay, khi giáo hội mừng lễ nhớ hai thánh Cornelio và Cipriano, ta có thể nói rằng hai vị thánh này đã rập theo gương Chúa Giêsu là không để một ai, không một tín hữu nào bị hư mất hết. Trái lại, hai ngài tìm mọi cách để đưa họ về với giáo hội công giáo. Số là vào năm 250-251, giáo hội trải qua một cuộc bác đạo dữ dội do hoàng đế Decius. Họ bị chặt đầu, rắp thịt ra cho chết hoặc quăng vào chuồng sư tử. Thế là người ta sợ quá và chối đạo để khỏi bị cực hình. Khi cơn bất hại vơi đi, những người chối đạo này hối lỗi và muốn trở về với giáo hội. Thánh Cornelio bây giờ là giáo hoàng, Ngài đón nhận họ sau khi ra việc đền tội cho họ. Và Thánh Cipriano cũng có cùng quan điểm với Thánh Cornelio. Tuy nhiên, thời bấy giờ có một linh mục tên là Novatus đứng lên chống đối Đức Giáo hoàng Cornelio và nói rằng những người từng chối đạo thì không được dung tha. Nhưng Thánh Cornelio quả quyết rằng giáo hội có quyền đón nhận họ, vì một cách nào đó Ngài hiểu rằng Chúa Kitô là đầu của hội thánh, mà Chúa Kitô đã cầu xin Chúa Cha gìn giữ những ai tin vào Ngài, thì giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, không thể đi ngược lại ý hướng của Đức Lang Quân của mình. Thật vậy, cả Giuđa và Phêrô đều chối Chúa, nhưng Giuđa đã không chịu quay về và khước từ tình yêu của Chúa, trong khi Phêrô quay về qua ánh mắt nhân từ của Chúa, và Chúa Giêsu đón nhận ông. Anh chị em thân mến, hai thánh Cornelio và Cipriano trở nên thánh lớn không những vì họ đã đổ máu mình ra để tuyên xưng đức tin, mà còn rập khuôn theo Chúa Kitô là không để cho một tín hữu nào bị hư mất cả, nhưng luôn tạo cho họ cơ hội để quay về. Tạp chí Bánh Hàng Sống kể câu chuyện có thật sau đây. Một vị ẩn sĩ kia quy tụ một nhóm đệ tử, hàng ngày ông dạy đạo cho họ và dạy công phu nữa. Sau một thời gian sống thì bỗng nhiên một hôm họ phát hiện ra họ bị mất vài đồ dùng cá nhân. Có ai đó cầm nhầm tức là ăn cắp đó.
Thế là họ quyết định rình xem ai là thủ phạm. Không khó khăn gì, ngay đêm đầu tiên họ bắt tại trận một anh kia nửa đêm thức dậy cầm nhầm tài sản của kẻ khác. Sáng hôm sau, họ đem người ấy lên giao cho sư phụ, xin sư phụ giải quyết. Vị sư phụ giải tán tất cả mà không nói một lời nào. Vài hôm sau, họ lại bị mất cắp. Họ rình và bắt được người cầm nhầm hôm nọ. Họ rình trình cho sư phụ. Vị sư phụ lại giải tán tất cả mà không nói lời nào. Vài hôm sau, họ lại bị mất cắp. Họ rình và bắt quả tang cũng người ấy cầm nhầm. Lần này, anh trưởng lớp nói với thầy: "Thưa sư phụ hãy chọn lựa, một là sa thải anh này, hai là tất cả chúng con sẽ bỏ nơi này." Bấy giờ, sư phụ ôn tồn nói: "Các con là những người gương mẫu, không cần được huấn luyện dạy dỗ nữa, còn anh này thì chưa. Nếu các con muốn bỏ đi, thì cứ đi. Phần anh này, ta muốn anh ấy ở lại với ta." Nghe vậy, anh chuyên cầm nhầm này cảm động quá, đã khóc và hứa sẽ thay đổi nếp sống. Cả nhóm người kia cũng khóc và hứa sẽ giúp đỡ anh này. Anh chị em thân mến, lòng nhân ái có sức biến đổi lòng người. Ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu làm cho Phêrô trở lại. Sự bao dung của Thánh Cornelio và Cipriano đem nhiều tín hữu về với giáo hội Công giáo. Sự bao dung của vị ẩn sĩ cảm hóa lòng của anh cầm nhầm này. Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi sống vị tha với tha nhân. Amen.